Tập 22. Toàn là bụi. Nguy rồi. Tôi xin lỗi, tôi có việc phải đi trước. Đợi tôi xong việc sẽ đến giúp anh dọn dẹp sau. Sao lại đến đây? Sao cô lại đến đây? Tôi có hẹn. Tôi cũng có hẹn. Vé của anh đâu? Vé của cô đâu? Ở đây, đưa tôi xem. Nào, đứng yên đi. Làm gì vậy? Để tôi xem. Đưa tôi xem, anh làm gì vậy? Ông trời ơi! Tiền Tiểu Tiểu, cô lại giả vờ không biết có phải không? Sao cô cứ phá đám tôi vậy? Anh gào thét gì chứ? Vua gào thét hả? Anh nói rõ đi. Còn cần tôi phải nói rõ sao? Rõ mồn một rồi còn gì? Tiền Tiểu Tiểu, tôi chưa từng gặp người nào đáng ghét từ trên xuống dưới giống như cô. Tiền Tiểu Tiểu, tôi nói cho cô biết, đừng tưởng có thân hình phụ nữ trái tim đàn ông thì tôi không dám đánh cô. Có phải anh rất hận vì bản thân có trái tim phụ nữ nhưng không có cơ thể phụ nữ hay không? Tôi đánh anh là để anh bình tĩnh lại, đừng có hoang tưởng. Được, tôi bình tĩnh lại, cô nói rõ đi, rốt cuộc chuyện là thế nào? Có phải cô trộm vé của Phương Viên không? Không phải. Mà phải thì sao? Còn nói cô không cố ý. Sao tôi biết vé này là anh cho cô ấy? Hôm nay lúc cô ấy đưa cho tôi có mỗi một tấm, cũng không nói thật. Tôi quay về mới phát hiện ra là hai tấm. Tôi tưởng là đưa cho anh xong anh trả lại cô ấy. Sao tôi biết được? Vậy sao vé lại về tay cô? Hai cô gái đi xem kịch có gì khó hiểu đâu chứ. Cô ấy cũng không ở ký túc, tôi cầm lấy rồi mượn. Mượn gì? Mượn gì cơ? Sao tôi phải giải thích với anh chứ? Bịa đi. Cô là đồ lừa đảo, bịa tiếp đi. Anh mới là đồ lừa đảo thì có. Tôi đã hẹn Triệu Nhất Minh đó, thì sao? Cô lấy vé của tôi đi xem kịch với Triệu Nhất Minh. Đúng là lấy xuôi làng, đãi ăn mày. Không phải. Cô vì Triệu Nhất Minh là thế nào? Liên quan gì đến anh? Được, cô nói cô đã hẹn Triệu Nhất Minh mà. Gọi cho cậu ta đi, gọi đi. Giả bộ tiếp đi. Giả bộ thật lực vào. Đừng gọi nữa, cô không hề có hẹn với Triệu Nhất Minh. Sao cậu ta có thể đến chứ? Anh ta là bạn anh, sao tôi biết được? Cậu ta là bạn trai cô, sao tôi phải biết? Anh ta không phải bạn trai tôi, cậu ta không phải bạn trai cô. Cô hẹn cậu ta làm gì? Phương Viên, vé xem kịch nói của cậu ở chỗ mình. Em đã hẹn với Tả Hữu, sao không nói với mình một tiếng? Vốn dĩ mình không muốn đi là sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy. Nhưng mà cậu muốn đi, sao không nói với em một câu? Mình đâu có biết là cậu đã đi. Bỏ đi, coi như là mình ngứa tay. Cậu tự giải thích với Tả Hữu đi. Đừng đưa điện thoại cho anh ấy. Hai người đi rồi thì xem cùng nhau luôn đi. Mình xem kiểu gì đây? Bọn mình sắp đánh nhau rồi đây này. Không phải chứ, nghiêm trọng quá vậy. Đừng nói là mình đang nói chuyện điện thoại với cậu nha. Không được, bây giờ anh ta đang hiểu lầm hai chúng ta, nói chúng ta hù nhau lừa nấy. Anh Phương Viên, em làm gì vậy? Anh chờ em cả buổi rồi. Kịch đã bắt đầu được hơn 20 phút mà em chưa đến. Em không đến thì phải gọi điện thoại cho anh chứ. Không phải, Tả Hữu, anh nghe tôi giải thích đi. Vốn dĩ tôi đi được
sau đó xảy ra chút việc. Không phải, ý em là Điền Tiểu Tiểu tự lấy vé đi thật sao? Chỉ là hai vé xem kịch nói thôi mà. Để khi khác tôi mời anh đi xem được không? Không được. Xem kịch là chuyện nhỏ, thái độ mới là chuyện lớn. Em có ý gì vậy? Anh cần một lời giải thích. Tả Hữu, có đến buổi hẹn không là quyền của tôi. Dựa vào đâu mà anh hét vào mặt tôi? Anh không có hét vào mặt em. Phương Viên, Phương Viên, tiêu rồi, cấp máy rồi, tiêu rồi. Tôi không có hét vào mặt cô ấy. Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu thật rồi. Không sao, hỏng bét rồi chứ gì. Không phải trách nhiệm của tôi nha. Còn nói không phải trách nhiệm của cô nữa bà chị. Bây giờ làm thế nào? Cô đợi Triệu Nhất Minh đi. Còn thế nào nữa? Tôi đi xin lỗi. Đừng có qua đây. Cô còn muốn làm bóng đèn hả? Vở kịch đã bắt đầu, tôi không muốn xem nữa. Tôi về nhà không được sao? Đáng đời. Đáng đời. Đáng đời, đáng đời. Đáng đời. Ngã chết đi. Không phải. Cô có ý gì vậy? Không phải cô về nhà sao? Anh tưởng tôi muốn đi theo anh hả? Chị tôi với anh trẻ ly hôn rồi. Tôi về nhà là bị mẹ tôi vặn hỏi. Trốn còn không kịp nữa là. Tôi xin cô đó, được không? Cô tìm chỗ nào ở tạm một đêm đi được không? Sao trong vở kịch của tôi và Phương Viên, cô toàn cướp ống kính vậy? Cô đâu phải là nữ chính đâu. Bộ anh tưởng anh là nam chính hả? Thanh niên thất bại cố chấp yêu một người trong phim thần tượng nhiều lắm. Đừng cứ tưởng mình cao to đẹp trai giàu có. Được, tôi không lên nữa. Cô gọi cô ấy xuống đây có được không? Tôi không về phòng. Tôi đi thăm anh trẻ tôi không được sao? Cũng ngày thơ chất phát đó. Tôi nói cho cô biết, tôi không tính sổ với cô chuyện tối nay nữa. Chỉ là hai tấm vé kịch nói thôi mà. Có cần nhỏ nhen vậy không? Cùng lắm tôi mời anh ăn tôm hùm để trả ơn anh. Ăn tôm hùm, cô mời tôi sợ mắc nghẹn. Cảm ơn. Cứ đi tay không vậy hả? Nếu anh đi hỏi tội thì cứ thế lên trên. Nếu muốn cô gái thì người ta thích hoa ly trắng, Capsalanca. Chờ chút. Vào đi. Sam lại đến đây. Nhìn chuyện tốt anh và chị em làm đi. Là sao nữa? Anh nói xem, anh ly hôn với chị em, sao toàn liên lụy đến em vậy? Mẹ sắp làm em phiền chết rồi. Mẹ đến tìm em sao? Anh có cách gì được? Mẹ chặn ngoài cửa. Anh cũng không thể giải thích. Em giúp đi mà. Em có thể giúp anh chuyện ở bệnh viện. Nhưng chuyện trong nhà, em phiền, anh cũng phiền. Em nói xem, trong nhà, ở bệnh viện, có chuyện nào anh được như ý? Được rồi, hôm nay là ngày đầu tiên anh đến ký túc. Em để anh yên tĩnh có được không? Yên tĩnh thì được. Nhưng anh, chuyện đến ký túc cũng là một chuyện tốt. Em có thể giám sát anh.
Cô Phương Viên, tôi sai rồi. Cô tha thứ cho tôi đi. Nếu cô có yêu cầu gì với tôi sẽ lập tức đi mua giấy chép phạt 10.000 lần. Để lại Hoa, người có thể đi rồi. Đừng mà. Trong truyền thuyết, sứ giả bảo vệ Hoa sẽ có được một nụ hôn làm tiền boa. Anh làm gì vậy? Làm màu quá đó. Cái gì mà thơm vậy? Cái gì mà thơm vậy? Lẽ nào là nước hoa của em có mùi sương sương? Mũi thính ghê ta. Đưa nước hoa này cho anh dám dùng không? Dám chứ. Dám chắc luôn. Ai bảo anh chọc giận em? Đừng nói là sức nước hoa, cho dù là sức dầu gió anh cũng dám. Đừng bao hoa nữa, anh muốn uống gì? Chỉ cần là em đưa, cho dù là thuốc độc anh cũng dám uống. Uống sữa đậu đi, cảm ơn em. Tả Hữu, chuyện tối nay là lỗi của tôi. Vốn dĩ tôi nên đến hẹn đúng giờ, nhưng có việc nên đã để lỡ. Tại đây tôi thành tâm thành ý xin lỗi anh. Đừng, em tuyệt đối đừng xin lỗi. Thực ra em có lòng đến là anh đã vui lắm rồi. Thật đó. Đều tại Tiền Tiểu Tiểu. Anh và Tiểu Tiểu nên đi chung với nhau. Xem xong kịch rồi về kể cho tôi nghe. Anh và Tiền Tiểu Tiểu đi xem kịch, nhưng ngồi trên đống lửa ấy. Em tha cho anh đi. Phương Viên, anh xin em đừng giận nữa. Anh không trách tôi thiếu tôn trọng anh là được. Tôi đâu dám giận anh. Phải rồi, tối nay có việc gì mà em lỡ hẹn vậy? Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Được rồi, nếu em không muốn nói thì anh không cần hỏi nữa. Tả Hữu, tôi luôn thấy chúng ta không có cơ hội thích hợp để nói chuyện với nhau. Tôi cho rằng anh là một người đàn ông cực kỳ tốt, vừa tốt bụng, vừa hài hước, có trách nhiệm, biết gánh vác. Hơn nữa, còn tích cực tiến lên. Anh thật sự là một người rất tốt. Bình thường nói xong câu này, anh biết là mình không còn hy vọng nữa. Thực ra trước đây tôi thấy có lẽ hai chúng ta vẫn có cơ hội. Thậm chí đến hôm nay tôi vẫn thấy anh là một người đàn ông tốt, đáng để gửi gắm. Nên cho dù từ chối anh, tôi cũng không muốn anh chịu bất cứ tổn thương nào. Nhưng mà em vẫn định tổn thương anh lần nữa, phải không? Tình hình đã khác. Dừng lại. Để anh loại trừ mấy tình tiết cổ huyết đã. Em và anh đều khỏe mạnh, thu nhập ổn định, tương lai sáng lạng. Đến giờ ba mẹ đều không phản đối. Hơn nữa cũng không có sự chênh lệch về gia cảnh. Được rồi Tả Hữu, tôi biết anh cố tình không nghiêm túc để tạo không khí. Không có. Nhưng mà như vậy cũng tốt, đỡ để hai chúng ta thấy ngượng. Anh biết là tại vì sao? Anh biết rồi sao? Tiền Tiểu Tiểu đã nói với anh. Giám sát anh. Anh không được làm bậy. Cái gì vậy chứ? Coi như anh có lương tâm. Cái gì? Em muốn dọn dẹp vệ sinh giúp anh. Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa. Cho dù hôm nay hai người họ đã ly hôn, ngày mai cũng có khả năng tái hợp. Và lại với tính cách của Đổng Tư Hiền, anh ta cũng không thể ly hôn. Được rồi, đây là chuyện của tôi, anh không cần lo.
Bất luận thế nào, bạn Phương Viên, anh vẫn thấy hai chúng ta có khả năng. Huống hồ anh đã nhảy xuống cạm bẫy này. Nếu em không cứu anh thì anh sẽ hết cứu thật đó. Tả Hữu, thực ra anh không cần phải làm vậy. Hai chúng ta làm bạn bè, làm đồng nghiệp cũng rất tốt mà. Người ta hy vọng có được nhiều hơn mà. Anh có từng nghĩ, sở dĩ hôm nay anh vẫn có thể đứng ở đây nói chuyện với tôi một cách lý trí là vì tôi không quá quan trọng ở trong lòng anh? Được rồi, đừng nói nữa. Em nói làm người ta sắp khóc đến nơi rồi. Ít nhất cũng phải chừa lại thể diện cho anh chứ. Được rồi, tôi không nói nữa. Hôm nay, nhìn chung cũng là một kết cục không tệ đối với tôi. Nếu anh vẫn muốn tiếp tục cố chấp thích tôi cũng chịu bó tay. Chúng ta cắm bó hoa xinh đẹp này vào bình đã. Anh cắm giúp tôi đi, ở bên kia. Em thật sự định kiên trì việc không thể hoàn thành sao? Trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối không có khả năng. Phải. Không có chuyện gì là tuyệt đối không có khả năng. Nên anh phải tiếp tục kiên trì. Tôi đã hầm canh xương sinh địa. Anh có muốn ăn một bát không? Canh này không phải hầm cho anh, mà là hầm cho người anh em phòng đối diện, đúng không? Phải. Hai chúng tôi vẫn chưa ăn tối. Em không đến buổi hẹn về anh ta hả? Biết nhiều như vậy, anh thật sự không thấy khó chịu sao? Bỏ đi. Anh không uống nổi canh của người ta. Không tiêu hóa được. Anh đi trước đây. Để tôi tiễn anh. Không cần đâu. Em cứ nấu canh đi. Tả Hữu, Tiểu Tiểu không về cùng anh sao? Tạm biệt. Anh có thể giúp tôi một việc không? Lần cuối cùng. Dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ chối. Vậy anh nói lại ăn một bát canh. Chúng ta cùng qua bên kia. Được. Anh rể, mau lên. Em sắp chết đói mất rồi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi đây. Em đói lắm rồi ha. Muốn ăn gì? Anh mời em. Xuống dưới lầu rồi tính. Được, không cầm theo túi sao? Anh mời em còn cầm làm gì? Anh có hẹn hả? Không có. Chào anh. Tiểu Tiểu, cậu cũng ở đây hả? Bọn em mang canh tới. Hai người có lộc ăn rồi. Trùng hợp quá. Tả Hữu, giao đi. Phương Viên, để tôi lấy bát giúp cô. Dỗ xong rồi hả? Đừng hỏi nữa. Để đây đi, Tả Hữu. Có nóng không? Phương Viên, cảm ơn cô. Không có chi. Nào Tả Hữu, ngồi đi. Tiểu Tiểu, ngồi. Tôi không ngồi nữa, mọi người ăn đi. Đừng đi chứ.
Tả Hữu, canh này đặc biệt nấu cho anh, anh phải ăn một miếng chứ. Phải đó Tả Hữu, cậu vẫn còn giận hả? Đâu có, chuyện qua rồi cứ để nó qua đi, tôi không nhỏ nhen vậy đâu. Vậy thì được rồi, vừa đến đã đòi đi, ngồi xuống đi. Đến ngồi cạnh tôi đi, nào. Ngồi xuống đi. Thơm quá. Bát đầu tiên là của anh. Cảm ơn. Có canh để ăn nhanh ghê. Vốn dĩ chúng tôi định ra ngoài ăn, bây giờ nhờ có canh của Phương Viên, chúng ta có thể tụ tập với nhau. Phương Viên, mình ở chung với cậu đã lâu mà chưa từng có lộc ăn như vậy. Ai nói cậu không yêu cầu? Yêu cầu hả? Tôi không thể là tôi chủ động xin lỗi, đợi hai người về sao? Hợp tình hợp lý, nhưng không thể ngờ được. Thế giới này thay đổi nhanh quá, tôi thấy hơi choáng ngợp. Ăn canh của cô đi. Anh cũng đâu có tốt hơn tôi là bao. Từ từ thôi, kẻo bỏng. Được, không sao đâu, cảm ơn cô. Chúng tôi được hưởng sái của Tả Hữu. Tôi có việc, mọi người ăn đi, tôi đi trước đây. Đừng mà, đã đến rồi, ăn xong rồi hẳn đi. Tả Hữu, được thôi. Hai người tiến triển đến đâu rồi? Chẳng phải cậu vẫn luôn làm mối cho mình sao? Sao nhìn biểu cảm của cậu khiên cưỡng quá vậy? Tôi nói này Tả Hữu, cậu giữ bí mật kín quá. Chuyện riêng của tôi đâu cần báo cáo với anh. Đúng là không cần. Bây giờ tôi cũng bận việc của mình, đến đầu bù tóc rối rồi. Đừng nói chuyện công việc ở nhà. Chúng tôi còn đang nói mấy ngày nữa sẽ đi thăm thầy. Được, báo trước với tôi một tiếng để tôi còn tránh. Đừng hẹp hò như vậy chứ. Không phải tôi hẹp hò, mà tôi không muốn nổi giận. Tả Hữu, vẫn phải giữ phong độ trước mặt Vương Viên. Anh bớt nói vài câu đi. Có vài việc không hề giống như vẻ bề ngoài của nó. Hai anh đều là người trưởng thành rồi, sao nói chuyện cứ như trẻ con vậy? Không đúng. Hôm nay người vui nhất nên là anh mới phải. Sao lại biến thành người khó chịu nhất vậy? Còn cả cậu nữa. Đã xin lỗi rồi, hai người còn không xuống dưới hẹn hò, chạy đến nhà hàng xóm làm gì? Chiều nay cô có hẹn với Tả Hữu hả? Vậy còn chạy đến nhà tôi dọn dẹp vệ sinh làm gì? Phương Viên, chị em với nhau, mình không ngờ cậu lại làm như vậy. Không giống như cậu nghĩ đâu. Tôi ăn xong rồi, tôi đi trước đây. Phải rồi, cảm ơn canh của em. Tả Hữu, để tôi tiễn anh. Nhìn thấy chưa? Em nói không sai chứ.
Cô ấy cố tình đó, em không nhận ra sao? Chính vì em ở đây nên cô ấy mới cố ý. Không tồi, biểu hiện rất tốt, em yên tâm rồi. Em cứ yên tâm đi. Bây giờ trong lòng anh làm gì quan tâm được nhiều người với nhiều chuyện như vậy? Vậy còn được. Ngược lại là tả hữu. Em nhìn trạng thái hiện giờ của cậu ấy đi. Lúc nào có cơ hội em hãy nói chuyện với cậu ta, đừng làm ảnh hưởng đến công việc. Em không khuyên nổi anh ta. Ăn canh đi. Tả hữu. Tả hữu. Em về đi. Tả hữu. Cảm ơn anh. Không có gì. Cuối cùng cũng biết điều mà em thật sự muốn biết. Lần cuối cùng là em nói đó. Đây là lần cuối cùng anh giúp em. Tôi biết. Vừa nãy tôi cư xử không đúng cho lắm. Nhưng nếu anh phải lòng một người, anh cũng nóng lòng muốn biết thái độ của người ấy với anh, không phải sao? Nhưng anh sẽ không làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Em tưởng vừa nãy em cố ý thân mật với anh thì họ không nhận ra sao? Tôi không nên trách anh phối hợp không tốt. Em chọn nhầm người rồi. Tả hữu. Anh nói thích tôi mà. Lẽ nào ngay cả chuyện này cũng không bằng lòng làm vì tôi sao? Bà chị không được chơi người khác như vậy. Lấy chuyện này ra để thăm dò anh ấy. Tuyệt đối đừng có nói với anh ấy vừa rồi em thật lòng với anh. Tôi xin lỗi. Phương Viên, cảm ơn em. Nếu không có cảnh vừa rồi, có lẽ anh vẫn chưa từ bỏ hy vọng với em. Nhưng mà bây giờ trái tim anh giống như sủi cảo đông lạnh, rơi xuống đất vỡ vụn đến mức có thể làm một cục trai đắp mặt nạ. Vậy có thể đưa một cục trai cho tôi không? Trong lòng em chất chứa quá nhiều thứ, anh không đếm nổi. Nhưng anh có thể nói cho em biết, anh đã gọi nhầm món là em. Tên món thì đúng, nhưng đồ ăn thì sai. Tiễn bạn trai của cậu về rồi hả? Đúng vậy. Thì sao? Cậu đừng diễn nữa. Diễn tập cũng không tốt. Cậu tưởng mọi người không nhận ra sao? Vậy thì sao? Mình muốn biết Tường Hiền nghĩ như thế nào thôi. Đừng gọi thân mật như vậy. Đó là anh trẻ của mình. Giờ thì không phải nữa rồi. Cho dù không phải, anh ấy cũng là anh trai của mình. Cậu có ý gì?
Cậu muốn nói mình nhờ cậu đi mai mối giúp sao? Cậu sẽ làm vậy sao? Mình nói cũng vô ích thôi. Anh ấy nói với mình, trong lòng anh ấy không có cậu, chỉ thiếu nước ghi âm lại cho cậu thôi. Tiền Tiểu Tiểu, cậu đừng có quá đáng. Anh ấy không phải là người đàn ông của cậu, dựa vào đâu mà cậu can thiệp vào chuyện của hai bọn tôi? Mình không can thiệp vào chuyện của cậu, mình chỉ chuyển lời đến cậu mà thôi. Mình cảm nhận được trong lòng Tư Hiền có mình. Những người rơi vào lưới tình như các cậu rất dễ tự thôi miên. Chỉ cần có chút thính thì tưởng là tình yêu. Thật ra các cậu coi tất cả mọi thứ là tình yêu. Mình nói cậu nghe, anh trẻ của mình không thể cắt đứt hoàn toàn với chị gái mình. Không thấy ảnh chụp chung của họ để trên bàn anh ấy sao? Tối nay là tại mình. Nếu không phải mình ngứa tay cầm hai tấm vé kịch nói kia đi, cũng sẽ không xảy ra những chuyện này. Mình xin lỗi cậu, trả lại vé cho cậu nè. Hết hạn rồi. Con người của Tả Hữu không tệ. Vừa nãy anh ta đã diễn với cậu đến lúc đó rồi mà cậu vẫn chưa thỏa mãn. Này Quan Âm tỷ tỷ, cậu cứ thu dọn con yêu tinh này đi. Anh ấy sao không quay lại nữa đâu? Cãi nhau hả? Không sao. Cậu cứ nghe mình hiểu anh ta lắm. Sáng mai chắc chắn anh ta sẽ hối hận. Cậu hiểu anh ấy, sao không yêu đương với anh ấy đi? Cậu đừng có chuyển chủ đề. Người mình nói là cậu. Tiền Tiểu Tiểu, đừng nói là cậu lại muốn mua hai tấm vé kịch nói để ghép đôi bọn mình đó nha. Mình đang có ý đó đó. Cậu từ bỏ đi. Phí công hai chúng ta sống chung một nhà, ngày nào em cũng gọi chị là chị. Đây là chuyện quan trọng trong đời của mình, mà cậu chẳng ủng hộ em một tẹo nào, ngược lại còn tìm mọi cách ngăn cản em. Mình không cần nhiều, mình chỉ muốn có được người đàn ông mình rất yêu mà thôi. Mình không muốn sống hèn hạ cả cuộc đời này. Cậu có hiểu hay không hả? Bạn bè cái nỗi gì chứ? Tiền Tiểu Tiểu, hôm nay mình nghiêm túc nói với cậu, mình sẽ đoạn tuyệt với cậu. Nếu như mà cậu không dọn đi thì mình sẽ dọn. Nếu không vì chị gái của mình cũng muốn giúp cậu lắm chứ. Thế nào rồi, kẻ si tình? Cả đêm qua không ngủ được hả? Đừng có chọc tôi, đang phiền lắm đây. Tối qua tôi và Phương Viên cũng cãi nhau. Không nhìn thấy mới sáng ra, cô ấy đã đến phòng hậu cần đòi đổi ký túc xá với tôi hả? Tôi đi đâu nhìn chứ? Anh thật sự định dập tắt ngọn lửa tình yêu của mình sao? Có gì mau nói đi, đừng có đả kích tôi. Phương Viên có tình ý với anh rể tôi, nhưng tôi cũng là bạn tốt của cô ấy, không nhẫn tâm nhìn cô ấy như vậy. Hay là anh cố gắng thêm đi, tôi ở bên cạnh giúp sức. Anh yên tâm, anh rể tôi thật sự không quý gì với cô ấy. Bỏ đi. Tôi rất cảm kích tấm lòng của cô, nhưng tôi đã từ bỏ rồi. Cứ suy nghĩ chuyện của bản thân cô đi. Cũng phải, Triệu Nhất Minh vẫn chưa trả lời điện thoại của tôi. Không phải cô thật sự thích Triệu Nhất Minh đó chứ? Hai chúng tôi mới hẹn nhau có một lần, có được coi là yêu đương không? Anh non quá đó. Đúng vậy, tôi non. Nhưng so với cô cũng héo đủ rồi.
Chủ nhiệm, bây giờ anh phải chăm sóc sức khỏe của mình cho tốt. Anh là trụ cột của khoa chúng ta. Đừng để ngã bệnh. Anh đã nói tôi là trụ cột. Tôi không xông lên tuyến đầu mà được sao? Vào đi. Chủ nhiệm, đây là danh sách hôm nay đăng ký khám chỗ anh. Anh xem đi. Nhiều vậy sao? Đúng vậy. Hôm nay có rất nhiều người chỉ trích danh đòi anh khám. Chủ nhiệm, bây giờ anh nổi nhất trong bệnh viện chúng ta rồi. Tất nhiên rồi. Nổi cái gì chứ? Được, cô sắp xếp đi. Lát nữa tôi sẽ chuẩn bị. Được. Nhiều vậy hả? Đều là bệnh nhân đến vì danh tiếng của anh. Không còn cách nào khác. Tôi không thể phụ sự tin tưởng của lãnh đạo bệnh viện và bệnh nhân dành cho tôi. Chủ nhiệm, giờ anh là chủ nhiệm rồi, sao phải đích thân làm tất cả mọi việc chứ? Anh nên tập trung sức lực và tinh thần vào công việc hành chính. Tôi biết anh không yên tâm về tả hữu mấy người họ. Họ đều quá trẻ, còn thiếu kinh nghiệm. Đúng vậy, bây giờ họ vẫn thiếu khả năng làm việc độc lập. Năng lực đâu phải là thiên bẩm, đều là sau này bồi dưỡng mà thành. Người quản lý nên để cấp dưới có năng lực như vậy. Tôi thấy bây giờ anh nên chuyển trọng tâm công việc vào làm thế nào để quản lý tốt tập thể này, làm thế nào để chỉ huy tốt cấp dưới của mình. Với lại, anh cũng phải cho cấp dưới của mình cơ hội gánh vác công việc với anh chứ. Anh nói đi, nên làm thế nào? Hay là phát số đi. Một ngày khám 10 người, ai lấy được số trước thì khám trước. Anh thấy sao? Làm như vậy, anh có thể dành nhiều thời gian cũng như là sức lực và tinh thần vào công việc quản lý. Phát số. Được đó. Thử triển khai xem sao. Được. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Được. Đâm vào cây hả? Tôi đâm vào người cậu ấy. Bị sao vậy? Không nên hỏi thì đừng có hỏi. Tôi tìm cậu có việc quan trọng. Cậu tìm tôi thì có việc quan trọng gì được? Chẳng phải cậu muốn vào khoa ngoại sao? Tôi không có thời gian ôn tập vào khoa ngoại gì chứ. Cậu và Phương Viên có tiến triển phải không? Kế hoạch có biến. Kế hoạch ban đầu đứt gánh rồi. Sao vậy? Chấm dứt ngay chuyện của cậu và Tiền Tiểu Tiểu đi. Tối qua tôi đã ngã hết bài với Phương Viên rồi. Thật sao? Nhưng mà trong lòng tôi vẫn thấy hơi ngứa. Đúng không? Đừng nhắc đến nữa. Tổn thương lòng tự trọng quá. Tôi nói cậu nghe, phụ nữ đều là vậy. Đầu tiên khiến cậu thất bại thảm hại, về sau cô ấy giúp cậu thu dọn thì cậu sẽ thắng. Được rồi, đừng nói những việc này nữa. Người anh em, cảm ơn ý tốt của cậu. Từ nay về sau, cậu và Tiền Tiểu Tiểu sẽ không phải chịu giày vò nữa. Tôi nói cho cậu biết, tôi nhập tâm quá, không thoát vai nổi. Cậu không sao chứ? Cậu đùa với tôi hả? Không phải cậu điên rồi sao? Tôn Nghiên thì phải làm thế nào? Cậu cũng biết, tôi và Tôn Nghiên đã bên nhau nhiều năm, nhưng bây giờ cô ấy yêu cầu tôi càng ngày càng cao, quản lý càng ngày càng nghiêm, áp lực của tôi càng ngày càng lớn. Vui nhưng không thoải mái, có tình cảm nhưng không vui vẻ. Với lại nói chứ, tôi kỹ thuật đầy mình như vậy mà không có chỗ thể hiện, tôi thấy khó chịu. Dừng lại. Tôi trịnh trọng tuyên bố chấm dứt kế hoạch đánh viện binh. Sau này cậu và Tiền Tiểu Tiểu không liên quan gì đến tôi hết. Cậu đứng lại đó. Tôi nói cậu nghe, sự việc bắt đầu từ cậu thì phải do cậu kết thúc. Không ung dung như vậy được đâu. Ban đầu tôi không nên tìm cậu. Thật đó, tự nghĩ cách đi. Không nghĩ được thì đi chết đi.
Anh vừa mua cà phê cho em. Ra ngoài. Anh xin lỗi, tối qua không đi xem kịch với em ra ngoài. Anh muốn gọi cho em, nhưng thật sự không có cách để gọi cho em. Ra ngoài, anh nghe không hiểu hả? Cho anh nói câu cuối cùng thôi. Anh gặp chuyện, bị tai nạn xe. Xe anh đụng phải người ta. Em nhìn đầu anh nè. Anh không sao chứ?